Tôi không phải phóng viên ở đây. 我不是这儿的记者。 Bác sĩ. 医生. Anh ấy không phải bác sĩ ở đây. 他不是这儿的医生. Hay nói, họ là người ở đây, họ biết. 他们是这儿的人, 他们知道. 他们是这儿的人, 他们知道. Tôi là học sinh ở đây, tôi quen thầy giáo Lưu. 我是这儿的学生, 我认识刘老师. Trong đoạn hội thoại thứ ba, bạn nghe thấy. 学生乙, có nghĩa là học sinh B. Hãy nói, 乙, 乙, học sinh B. 学生乙, 学生乙. Học sinh A. 学生甲. 学生甲. Học sinh B. 学生乙. 学生乙. Hay nói, bạn ơi, chỗ này là thư viện phải không? 同学,这儿是图书馆吗? Bạn ơi, chỗ kia là thư viện phải không? 同学,那儿是图书馆吗? Đây là thư viện phải không? 这是图书馆吗? Kia là thư viện phải không? 那是图书馆吗? Bạn ơi xin hỏi chỗ này là nhà ăn phải không? 同学请问这是餐厅吗? Chỗ này là Đại học Đông Phương phải không? 这是东方大学吗? Chỗ kia là Học viện Ngôn ngữ phải không? 那是语言学院吗? Hãy nghe từ giảng đường, tòa nhà giảng dạy. 教学楼. 教学楼. 教. 教. 学. 学. 楼. 楼. 教学楼. 教学楼. Đây là tòa nhà giảng dạy. 这是教学楼. Không phải, đây là tòa nhà giảng dạy. 不是,这是教学楼. Hãy chú ý từ lầu có nghĩa là tòa nhà. Tòa nhà gì? 什么楼? Đây là tòa nhà gì? 这是什么楼? Hãy nói thư viện ở đằng kia. 图书馆在那儿. Ký túc xá ở đằng kia. 宿舍在那儿. Hãy nhắc lại từ phòng học. 教室.
bên cạnh phòng học. 教室的旁边. Nhà vệ sinh. 卫生间. Xin hỏi nhà vệ sinh ở đâu? 请问卫生间在哪儿?